Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Không Gian Cảm Xúc mùa thứ hai ạ. Chương trình do công ty truyền thông Bi phối hợp cùng với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện, để phát sóng vào lúc 19:30 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay một chặng đường cũng khá là dài rồi. Hôm nay là đã là tập thứ 8 của Không Gian Cảm Xúc. Cái cảm xúc của Cường bây giờ thì nó đã hòa nhập hoàn toàn vào cái không gian này, hòa nhập vào tất cả cùng với đại gia đình. Và ngay cả Dương Edward và Trường Thảo Nhi cũng đang rất là nóng lòng để chờ mỗi tập được gặp lại quý vị khán giả. Và ngay bây giờ một tràng pháo tay dành cho Dương Edward và Trường Thảo Nhi ạ. Rồi, ba đứa không liên quan gì nhau luôn. Ồ, em thấy liên quan lắm luôn á. Hình như là anh giới thiệu là một đại gia đình, nhưng mà càng ngày chúng ta càng xa không cách phải đâu nhau. Hôm nay là tập 8 à. Và con số 8 là con số của em. Bởi vì mình sinh ngày 8 đó. Ồ, nên em hôm sinh tháng 8 phải... Kệ em. Hôm nay hôm nay em phải là người nổi bật nhất. Tại vì Dương nói là số 8 rất là hợp với Dương, cho nên là hôm nay Dương chắc là rất là nhiều năng lượng đây. Đúng không? Sẵn sàng chặt các vị khách mời đúng không? Sẵn sàng anh ạ. Nhưng mà anh xin thông báo cho em, hôm nay hai khách mời đặc biệt không dễ chặt đâu. Hai khách mời này đúng được gọi rằng là người chơi hệ thực lực luôn nè. Quán quân của một cuộc thi rất là lớn của Việt Nam luôn. Giọng hát cực kỳ nội lực, truyền cảm. Chết rồi, em muốn gặp liền, anh giới thiệu liền cho em đi anh ơi. Xin được mời ra sân khấu, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc ạ. Đó, một nụ cười tỏa nắng. Nhạc chào dài quá. Đó. Rồi, anh hiểu lý do tại sao hôm nay Dương Edward lại khác mình rồi. Nhi ơi, xích qua em đây cũng đi. Em cũng thấy vậy, bây giờ đã đây tìm là, được lý do đây rồi. Đây người ta gọi là duyên anh ạ. Phải không? Đây là duyên, bởi vì thực ra đây là lần đầu tiên mình được gặp Ngọc. Tất nhiên là cũng biết Ngọc là một quán quân rồi, giọng hát rất là hay rồi. Nhưng mà lần đầu tiên được gặp ngoài đời nên là không ai hẹn ai mặc màu đen. Anh, thôi không là tin. Tôi không tin tất cả đều không phải là cái duyên gì hết. Đó là sự sắp em đặt. Em cũng thấy vậy. Đúng không? Mọi người thấy Edward và Giang Hồng Ngọc có đẹp đôi không à? Ngay trong Không Gian Cảm Xúc này thôi. Đấy, thôi nói đùa vui một tí thôi. Xin chào Giang Hồng Ngọc nè. Thì lần đầu tiên mình đến với Không Gian Cảm Xúc thì cái tâm trạng, cảm giác của mình là như thế nào? Đầu tiên cho phép Ngọc chào anh Cường, chào Dương, chào Nhi cũng như là chào ban nhạc. Và quan trọng hơn là gửi lời chào đặc biệt đến với tất cả khán giả đang xem chương trình Không Gian Cảm Xúc. Để cho sức khỏe là chào trân trọng nhất. Hôm nay đến đây nghe thì thực sự em có nghe qua một vài lần. Em có vào xem thì em thấy chương trình khá là thú vị. Quan trọng là nó cũng rất là ý nghĩa nữa. Không phải là mình chỉ hát không mà mình còn được tâm sự, mình còn được trải lòng những cái gọi là góc khuất của những nghệ sĩ gửi đến mọi người. Nên hôm nay nhận được lời mời em đến đây với một cái tâm trạng rất là thoải mái và sẵn sàng chia sẻ cũng như là hát những ca khúc thực hay gửi tặng đến mọi người. Hứa nha, những cái góc khuất là những cái mà chúng tôi đang tìm kiếm đó. Xin cảm ơn Ngọc rất là nhiều ạ. Và còn một người khách mời nữa vô cùng đặc biệt luôn. Đây là một trong những nam ca sĩ khó mời bậc nhất Việt Nam bây giờ. Tại vì ngoại trừ công việc là một nghệ sĩ, là một ca sĩ, thì anh còn là giám đốc của một trung tâm dạy ngoại ngữ, dạy tiếng Đức. Mọi người có đoán ra hay không? Một người ca sĩ mà lại còn là giảng viên dạy tiếng Đức. Bạn có đoán được không? Tôi nghĩ là bạn sẽ đoán ra là ai rồi đó. Tôi đoán được á? Đây. Ngọc có biết là ai không? Biết chứ, thân lắm chứ. Là lúc mà là chị Ngọc đã biết rồi. Hay để nói chị Ngọc mời đi. Nào bây giờ Giang Hồng Ngọc có thể giúp cho chương trình mời vị ca sĩ đặc biệt đó ra sân khấu được không? Đây là một người anh trong nghề cũng như là một người anh mà Ngọc rất là yêu quý tiếng hát của anh. Xin mời nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Rồi xong. Em phát hiện ra cái điều của anh phát hiện đúng không? Đúng. Hay đây chưa? Mới là hẹn trước này anh này. Của em là duyên.
anh hiểu không? Anh rồi, rồi cuối chưa? Cùng ai là người cô đơn nhất trên cái sân khấu này? Anh sao vậy? Anh em mình khớp mà. Thật sự rất là khớp. Thật ra thì tôi không có một tí pastel nào trên người hết. Mời Nhi về với đội anh rồi Tùng Dũng. Đây là bây giờ mình xếp lại lập tức đi ạ. Anh Dũng qua đây. Anh bây giờ anh cửa. Rồi thì anh qua đây để em qua. Đây. Rồi anh thấy ổn chưa? Đây xin à thì ra Cường sắp xếp để cuối cùng Cường vô giữa. Chứ không gì hết trơn á. Tôi đứng giữa vậy chứ tôi đâu có vui. Tôi cô đơn mà, rõ ràng. Một cặp và tôi cô đơn nhưng không sao. Cô đơn là thói quen rồi. Em chào anh Hồ Trung Dũng. Dạ. Được biết anh là một người rất là bận rộn. Tại vì có rất là nhiều những cái công việc trong cái cuộc sống của anh. Thì tại sao anh lại tham gia vào cái chương trình Không Gian Cảm Xúc này? Vì em đúng không? Chắc chắn là Cường là một trong những lý do mà Dũng nhận lời tham gia. Bởi vì Cường ở ngoài đời cũng là một người bạn, một người em cũng thân. Và ngoài ra thì Giang Hồng Ngọc cũng vậy. Hôm bữa vì có làm show mà chung. Và Ngọc nói liền là anh ơi có tham gia show đó không? Là ngay lập tức là Dũng nhận lời. Và đặc biệt là khi Dũng biết là ngoài những người bạn thân của mình ra thì Cường được gặp những nghệ sĩ khác mà khi đi diễn ít đứng chung sân khấu. Và hôm nay khi mà được xuất hiện cùng, được nói chuyện cùng và được hát cùng thì Dũng nghĩ là một cái dịp rất là tuyệt vời để Dũng phải nhận lời tham gia thôi. Yeah, cảm ơn những lời chia sẻ rất là đáng yêu của anh Hồ Trung Dũng. Và ngay bây giờ không để người chờ lâu hơn nữa, Không Gian Cảm Xúc mùa thứ hai tập thứ 8 chính thức bắt đầu. Rất là cảm ơn anh Hồ Trung Dũng và Giang Hồng Ngọc đã dành thời gian cho Không Gian Cảm Xúc. Và em xin được bật mí cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ xoáy sâu vào nó. Đó chính là một cái chủ đề em lấy từ tên của một bài hát rất là lâu rồi. Tên là Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi. Mỗi cái ca khúc luôn cũng rất là hay. Và để mở đầu cho Không Gian Cảm Xúc ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người và khán giả hãy cùng lắng nghe cái ca khúc chủ đề này nhé. Xin mời âm nhạc ạ. Bao hẹn thế giờ người đã quên hết. Cất bước quay lưng ra đi không nói câu tạ từ. Bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng. Lòng nghe cô đơn lạnh xa. Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào. Đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Bao mộng mơ ngày nào đã tan vỡ. Nhưng lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc thầm. Ôm niềm đau đành lòng với xuyên kiếp. Nhìn em bên người yêu mới. Nghe tim nhói đau khi thấy em gượng cười. Chào tôi sao quá bâng quơ như chưa hề quen. Lắng nghe giọt buồn từng đêm đến vỗ giấc con tim. Khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa. Chỉ còn ta lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng băng xa. Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu. Xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời. Dù bao năm tháng phai màu yêu sâu. Từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ. Nghe mưa mãi rơi ngoài hiên. Dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong. Sắc con tim khóc cho cuộc tình giờ đây đã
Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Trời, nghe cái từ mồ côi nghe nó đau quá ha. Cái từ mồ côi thì mình hay nhìn thấy rất là nhiều ở những cái hoàn cảnh mà mất mát trong gia đình, đúng không? Nhưng mà thật ra thì nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh đã đưa cái hình ảnh con tim mồ côi này vào á, nó không nói về cái sự cô đơn đâu, nhưng mà nó nói về sự cô độc. Cô độc luôn, tức là tuyệt vọng luôn, một cái nỗi nhớ mà rơi vào tuyệt vọng luôn. Không bao giờ, tức là mình vẫn nhớ, nhưng mà mình biết được rằng là không bao giờ mà mình được hồi đáp với nỗi nhớ đó. Anh Dũng, mình đã bao giờ rơi vào trạng thái cô độc khi nhớ một người nào đó chưa anh Dũng? Chưa, chắc không đời chưa bao giờ mà cảm giác là mình con tim mồ côi hết trơn. Tại vì thực sự mà đúng như Cường nói, cảm giác con tim mồ côi nó gần như là không có lối thoát. Mà bản tính của anh thì thường thường là ngay cả khi mà con tim anh đang cô đơn thì anh vẫn cảm giác là mình có một cái chỗ nào đó mình quay về, ít nhất là với âm nhạc đó mình quay về. Cho nên là không bao giờ mình cảm giác là mình không có một đường để bước ra. Khi mình có thể mình hát về nó được rồi, mình nói về nó được rồi thì nó không còn là cái sự mồ côi nữa. Đó, nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, mình sẽ nói về những cái nỗi nhớ, từng cấp độ của nỗi nhớ, từ cô đơn cho tới cô độc luôn, rất là đau. Thì viết về nỗi nhớ, em biết có một anh nhạc sĩ là anh chuyên biến những ca từ, những nốt nhạc thành những cái nỗi nhớ rất là đẹp. Những cái dòng chảy cảm xúc, dòng chảy âm nhạc của anh này rất là đẹp. Đó chính là nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Và ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng thưởng thức một tiết mục âm nhạc đặc biệt được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Từ những năm tháng đã sống, để lại gì cho anh? Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất, anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung, làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc hòa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình.
vì biết không ai yêu anh nhiều như thế. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành. Vì anh không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sớm khi anh có em hay vắng em mãi mãi, thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Em đêm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong gần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông một mình lặng lẽ lại trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao dâu, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành. Vì anh không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sớm khi anh có em hay vắng em mãi mãi, thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Vừa rồi là hai cái ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Thật ra thì cũng còn một người nhạc sĩ nữa, mặc dù thì cũng chưa có tên tuổi gì, cũng còn trẻ thôi, nhưng mà cũng hay viết về những cái nỗi nhớ. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Đó, thì ông đó, ổng viết cũng được. Trẻ mà ông rồi đó hả? Không, cái tuổi nghề những ngắn nhưng tuổi đời dài. Nhưng mà có những cái ca khúc thì cũng may mắn là được khán giả yêu thương và đón nhận. Và
hai trong số những ca khúc mà có mang những cái nỗi nhớ sẽ được Cường đưa vào chương trình và nhờ Duy Edward cũng như là Giang Hồng Ngọc thể hiện hai ca khúc của Cường nha. Xin mời âm nhạc ạ. Cùng
Cảm ơn GS Work và Giang Hồng Ngọc. Không biết sao á, hồi xưa thì mình vẫn có rất là nhiều những cái hoài bão, đúng không? Hồi xưa thì mình muốn mình sẽ bay đi khắp mọi phương trời luôn, mình sẽ mang những cái ước mơ, những cái đam mê của mình đi khắp nơi luôn. Nhưng mà từ lúc có con rồi, không phải là đứa con nó níu mình đâu, nhưng mà tự nhiên có con rồi thì cái hoài bão của mình á, cái ước mơ của mình á, nó lại đặt vào cái mầm móng nhỏ đó. Thật sự là như vậy. Em thì vẫn có nha, em vẫn có những cái hoài bão ước mơ của em, nhưng hình như nó còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà mình biết nghĩ hơn và mình biết đặt đúng nó hơn, chứ không phải như hồi xưa mình còn trẻ khi mình chưa có gia đình thì cứ hoài bão, cứ ước mơ đi rồi cứ làm đi mặc kệ không suy nghĩ. Nhưng bây giờ mình sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, tại vì mình làm vì còn cho mình và còn là hình ảnh của con mình. Đó, tức là mình chứ không phải cho, mình bỏ đi hết đâu. Mình không cho phép mình bị sai quá nhiều, đúng không? Hồi xưa thì mình còn ok là mình cứ sẽ sai, mình đi, cứ sai rồi đi, đúng lại. Không? Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì bây không. Giờ thì chắc chắn mình không thể né cái sai đó, nhưng mà cố gắng ít chừng nào thì hay chừng đấy. Hay quá. GS Work ơi, bạn có đồng cảm với suy nghĩ này không? Em có chứ. Thì đối với em mà nói thì ngày xưa em cũng nếu rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì có lẽ em sẽ cố gắng để không phải rơi vào cái trường hợp phải hỏi nhau những cái từ như vậy bằng từ nếu. Dạ vâng. Nhi ơi, sao nè, một người dày dặn kinh nghiệm crush người khác như vậy rung động thường xuyên, không biết mình có nếu, chắc là phải mấy ngàn chữ nếu. Hoặc là nếu như mà mình không đến gặp người đó thì người đó sẽ không có đi một cái hướng kia. Nếu như mà người đó không xuất hiện trong cuộc đời mình thì mình sẽ không có những cái bài hát mà mình viết, đúng không? Tại vì anh hỏi nên tự nhiên cái em mới suy nghĩ, chứ thật ra rằng là em mới suy nghĩ lại thì em cảm thấy rằng là hình như là em cũng không bao giờ đặt từ nếu trong cuộc sống của em luôn á. Hầu như em không suy nghĩ đến từ nếu. Tại vì em có một quan điểm rất là rõ từ trước giờ, em cảm thấy rằng là em thích là em sẽ làm, em muốn và em sẽ cố gắng hết mình. Và lúc nào em cũng suy nghĩ rằng là em sẽ làm những cái gì mà em cảm thấy rằng là tốt nhất có thể, để sau này khi mà mình làm gì cũng được, miễn sao mình nhìn lại những cái gì mình đã làm mình sẽ không phải hối hận vì nó. Nên thành ra là em lúc nào em cũng làm hết tất cả những gì em có thể. Tức là mình chấp nhận hết tất cả mọi thử thách trong gai đến cuộc đời. Cả khi là em thất bại luôn, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là vui với nó. Có nghĩa là nếu như mà mọi người gặp một cái vấn đề gì đó xảy ra, mọi người hay tự đặt câu hỏi là tại sao là nó lại xảy ra với mình. Nhưng mà nếu như mà em gặp một cái vấn đề gì đó xảy ra thì em thay vì em trách người ta thì em sẽ hỏi là bản thân mình tại sao, bản thân mình có làm gì không mà để nó như vậy. Em sẽ suy xét về em đầu tiên, và sau đó em thay vì em trách móc hay là em đay nghiến cái vấn đề đó thì em lại lá sang một cái hướng khác để em lại tiếp tục cố gắng, và em dùng những cái suy nghĩ khác để em tích cực và em lại làm tiếp nó. Cảm ơn chia sẻ của Trần Thảo Nhi. Em rất là muốn nghe những lời chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng, nhưng trước đó thì xin mời tất cả mọi người hãy cùng lắng nghe một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Đức Trí, cái khúc để mang tên Nếu Như qua giọng hát của Hồ Trung Dũng ạ. Phải mất nhau chắc em đâu có buồn, làm sao quên được bao tháng ngày qua. Ngồi nơi đây anh mơ về một ngày xa xăm bên em, gần em mãi. Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng, đêm la buồn rơi theo thời gian. Nếu nhớ đến nhau xin về đây với nhau, hát câu hẹn ước
ước trong ngày sau. Nếu chẳng nhớ nhau, xin đừng gây đớn đau, cho dù mơ ước chẳng còn đâu. Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà chờ em, thông dường như cũng đã già. Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh, ngồi buồn nhớ em anh ngẩn ngơ. Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ. Xa xăm bên em, gần em mãi. Rồi đông qua thu sang, lá khô rơi vàng, đêm lo buồn rơi theo thời gian. Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau, hát câu hẹn trong ngày sau. Nếu chẳng nhớ nhau, xin đừng gây đớn đau, cho dù mơ ước chẳng còn đâu. Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà chờ em, thông dường như cũng đã già. Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh, ngồi buồn nhớ em anh ngẩn ngơ. Ngồi buồn nhớ em anh làm thơ. Ngồi buồn nhớ em anh. Trong cái chuyện tình yêu đó, nó thiên biến vạn hóa lắm. Mỗi người nó sẽ mang mỗi một cái câu chuyện, mỗi một cái nỗi nhớ, mỗi một cái giấc mơ, mỗi một cái tình yêu hoàn toàn khác nhau. Có người thì sẽ đối diện nó bằng cách này, có người thì muốn xóa bỏ nó bằng cách kia. Nhưng cuối cùng thì tất cả con người chúng ta đều cần có tình yêu, đúng không? Tình yêu là cái động lực để giúp cho chúng ta tồn tại. Tất nhiên là Nhi à, không phải là chỉ là tình yêu nam nữ đâu, mà nhiều khi yêu bản thân mình cũng là tình yêu mà, như Nhi đã từng chia sẻ, đúng không? Nhưng mà rõ ràng chúng ta sống được, chúng ta tồn tại được ở trong cái thế gian này, đó là chính là vì tình yêu. Thôi bây giờ mình sẽ quay trở lại với âm nhạc bằng một cái món quà. Thường thì nhắc tới món quà trong không gian cảm xúc sẽ là những cái bài hát được kết hợp với nhau một cách rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ dành cái sự bất ngờ đó đến cho khán giả. Xin mời âm nhạc. Chợt theo nỗi nhớ đong đầy cuốn theo màn
đôi lời xin lỗi vì hai ta đã yêu nhau. Một người cất bước quay lưng, một người đau ngàn lời cô sâu trong tim lùi về sau. Nhìn về nơi đã bắt đầu, đã chẳng là gì của nhau. Đâu cần phải xin lỗi, thời gian sẽ xóa hết thôi. Ai rồi cũng sẽ quên những vết xưa, nỗi buồn không tên. Đâu cần phải xin lỗi, hãy để cho giấc mơ này được bình yên. Đừng gieo thêm hy vọng để trái tim thôi thất vọng. Chạy theo những áng mây trôi, buồn ơi thôi xin vẫy chào. Cuốn lấy những cánh hoa phai không màu. Để lại phía sau, giờ không ai nợ nhau, đâu cần phải xin cảm ơn Dương Edward. Nỗi nhớ nó không có si nhê đó với Nhi, nỗi đau nó mới si nhê với Nhi. Nhi là phải dành vào những cái lúc như thế này nè, nhấn mạnh điểm nhấn của chương trình: càng nhớ là càng đau, và mỗi lần đau là lại nhớ tới Nhi. Nhưng mà Nhi đã từng chia sẻ đó là vì mình trải qua nhiều những cái lần đau như vậy nên Nhi có rất là nhiều những cái chất xúc tác. Và mỗi một lần Nhi buồn thì Nhi lại viết những cái khúc rất là hay, đúng không? Cho nên em mới kêu em thích drama, em thích làm cho mình đau khổ. Tại vì lúc đó em mới có cảm thấy là em có cảm xúc để em viết nhạc á. Cô gái này viết nhạc cũng rất là hay, đúng với cái cá tính của Trường Thảo Nhi luôn. Một tràng vỗ tay cho Trường Thảo Nhi à. Yeah. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả mọi người hãy cùng quay trở lại với âm nhạc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh với một sáng tác rất là hay, Trăng Dưới Chân Mình ạ. Xin mời âm nhạc. Như
chẳng giữ chân mình ở một thế giới thật xa. Em mơ mình có bảo với em xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh. Cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng. Sớm mai là chấm đầu, ai đi về qua cái ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh Trăng Dưới Chân Mình thì mọi người có thể nghe thấy là ở trong cái ca khúc này anh Quỳnh đã đặt vào rất là nhiều những cái từ mơ. Vậy thì có phải là mình càng nhớ một cái sự việc hoặc là một người nào đó thì tối khi mà mình ngủ thì mình có thể mơ về người đó không? Mình đã từng trải qua những cái cảm giác như vậy chưa? Nhớ tới nỗi mà mơ, mà cái giấc mơ mà mình mong rằng cái giấc mơ đó là những cái happy ending đối với mình luôn á. Cái đó thì em chưa có, nhưng mà dù em la con em nhiều quá là tối em bực dậy thì em tự la là có. Có nghĩa là nó giống như là cái việc là mình nói cái gì và mình nghĩ cái gì hồi nguyên một ngày nhiều quá thì chắc chắn là tối mình sẽ thấy nó. Trong những giấc mơ anh Dũng có từng mơ về một cái happy ending cho cái chuyện tình yêu của mình không? Chưa. No. Yeah. Chưa bao giờ, tại vì thường thế này. Kinh nghiệm của anh khi đụng với tình cảm là mơ nó hay đi ngược lắm. Nó hay đụng đến nỗi sợ của mình nhiều hơn là đụng đến cái mong muốn của anh. Không biết mọi người sao nha, với anh là như vậy, mơ về nỗi sợ nhiều hơn. Cái điều này thì Cường rất là đồng quan điểm. Đúng là khi mà mình càng sợ, mình càng nghĩ về điều gì đó quá nhiều á thì mình sẽ mơ thấy. Nhưng mà có một cái giả thuyết nữa cũng rất là hay, đó chính là khi mà mình mơ á, tức là mình đang du hành vào một cái thế giới song song nào đó. Thì nhiều khi cuộc đời mình, con người mình trải qua quá nhiều những cái đau khổ thì mình cũng chỉ dám mơ rằng là ở đâu đó trong cái thế giới nào đó mình sẽ được hạnh phúc thôi. Và những người nhạc sĩ thường biến những cái giấc mơ thành những cái giai điệu rất là đẹp. Và một trong những người nhạc sĩ đó là thần tượng của Nguyễn Minh Cường, đó chính là nhạc sĩ Đức Trí. Qua hai ca khúc, hai giấc mơ rất đẹp, rất lãng đãng của nhạc sĩ Đức Trí, xin mời âm nhạc ạ.
đã quay trở về anh. Vẫn không tin rằng có ngày anh ra đón em nơi cuối đường. Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày em đi, anh buồn như khóc, em đâu hay biết. Bao đêm anh thức nước mắt đầy vơi, dần theo đêm dài. Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng, hôm nay em cũng đã quay về đây. Bên anh đêm ngày chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc hay em ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng thể có thiên đường bao giờ. Anh biết em trách anh cùng vì anh bước đi con đường đời mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Ca sĩ Hồ Trung Dũng và Giang Hồng Ngọc ạ. Vừa rồi là hai ca khúc Khi Giấc Mơ Về và Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ, hai sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Đức Trí. Để có thể khắc họa rõ hơn về những cái giấc mơ, mỗi người đều sẽ có những cái giấc mơ riêng, mỗi người đều sẽ có những cái nỗi lo lắng riêng như anh Hồ Trung Dũng chia sẻ hay là với Edward chia sẻ. Và cuối cùng rồi thì chúng ta vẫn phải sống với lại chính cái bản thân mình, và chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Và để kết thúc tập phát sóng này sẽ là một cái ca khúc
rất là dễ thương của nhạc sĩ Lương Bằng Quang sẽ là món quà cuối cùng mà chúng tôi muốn tặng cho tất cả khán giả. Và ca khúc Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm, một sáng tác của Lương Bằng Quang, cũng đã khép lại không gian cảm xúc tuần này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những nghệ sĩ và xin được hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Không gian cảm xúc mùa thứ hai do công ty truyền thông Bi phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.